Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Từ khi cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới kết thúc, thì thế giới ít chú ý đến chính trị, và mọi nỗ lực đều tập trung vào việc phát triển kinh tế. Xưa kia, nước mạnh dùng sức mạnh quân sự, dùng bom đạn để mà áp chế những nước yếu. Còn ngày nay, những nước giàu thì dùng sức mạnh kinh tế, tiền bạc để chèn ép những nước nghèo. Kinh tế trở thành một sức mạnh và người ta gọi là chiến tranh kinh tế. Tiền bạc trở thành một vũ khí lợi hại. Chính vì thế mà ai cũng mong làm ăn phát đạt để trở nên giàu có. Thế mà lời Chúa trong các bài đọc hôm nay dường như đi ngược lại với cái xu hướng của xã hội. Phải chăng Chúa chống lại cái sự phát triển, sự sung túc, thịnh vượng của xã hội? Kiếm tiền để sinh sống, kiếm của cải vật chất để làm giàu, xem ra đó là cái mối bận tâm chính của mọi người. Có một đời sống đầy đủ, tiện nghi để sống xứng với phẩm giá con người và phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại, điều đó không có gì ngược với tinh thần của tin mừng. Nhưng mà nếu chỉ chú tâm làm giàu, chỉ chú tâm thu tích cho được thật nhiều của cải, bất chấp mọi thứ đạo lý, mọi nghĩa vụ khác, thì đó lại là điều đi ngược với tin mừng. Kiếm được nhiều tiền, thu góp được nhiều của cải chưa hẳn là đã được hạnh phúc. Cũng như những người nghèo không nhất thiết phải là bất hạnh. Bởi vì hạnh phúc thật hệ tại ở chỗ có được sự bình an ở trong tâm hồn, an phận với những gì mình có, hài lòng về cuộc sống của mình, tối đến ngủ ngon, không lo lắng áy náy gì hết, đó là hạnh phúc. Nghèo mà có được sự thanh thản trong tâm hồn, sống thuận hòa với mọi người, rộng lượng, vị tha, bác ái, đó là điều kiện để được hạnh phúc thật mà những người giàu có cũng chưa chắc đã đạt được. Bởi vì nếu ham làm giàu mà tham lam ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết thu góp thật nhiều cho mình, rồi đâm ra tham lam, tranh chấp đất đai, lấn chiếm hàng vè, lừa đảo, chiếm đoạt của cải của người khác. Hái cà phê mình không đủ, còn muốn hái sang cả vườn hàng xóm. Thấy người ta có tiền, muốn vơ về cho mình bằng cách vay mượn, rồi xù nợ, quỵt nợ, giật hụi, v.v.
Đó là sự tham lam của những người chỉ biết lo thu tích của cái đời này. Chưa chắc tối đến họ đã ngủ yên trên đống tiền mà họ kiếm được. Tất cả những khuôn mặt đó đã được Chúa Giêsu diễn tả qua hình ảnh người phú hộ trong bài tin mừng hôm nay. Ông lo thu tích thật nhiều của cải, kho cũ chứa không hết, phá đi xây kho mới để cất cho đầy, cất cho kỹ. Và khi đã đầy tràn rồi thì ông ta tự nhủ, hồn tôi hỡi, mình bây giờ ê hề của cải rồi, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đã. Một con người giàu có nhưng mà hoàn toàn ích kỷ, chỉ biết vun quén, thu góp cho mình và lo bảo vệ kỹ để khỏi thất thoát. Nhưng mà chỉ với một câu nói, Chúa cho thấy tất cả sự dại dột của anh ta. Đồ ngu, đêm nay ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Khi chúng ta nằm trong quan tài rồi, như bức hình ở trên màn hình đây, chúng ta không thể thò tay ra mà vơ vét của cải vơ vào trong quan tài của mình được đâu. Và cũng chẳng ai để tiền của chúng ta vào quan tài của mình, của chúng ta. Và có lẽ không cần phải tưởng tượng ra một câu chuyện ngụ ngôn, mà trước mắt chúng ta đã có biết bao nhiêu mẫu gương, như những vụ Tamesco, rồi Lưu Hữu Phước, Nguyễn Huy Lộ, vân vân, rồi vụ rút ruột đường Trường Sơn, rồi vụ Vinasin, vân vân. Tiền bạc có hàng trăm tỷ, chi tiêu đánh bạc toàn bạc tỷ, nhưng mà kết cục thế nào? Một bản án tử hình với viên đạn bắn vào đầu, hoặc tù chung thân. Vậy thì những người sống nghèo mà lương thiện, làm ăn chân chính, và những người lo thu tích cách bất chính để sống giàu có xa hoa, ai hạnh phúc hơn ai? Lời Chúa hôm nay đáng cho chúng ta phải luôn ghi nhớ như một châm ngôn cho cuộc sống. Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thì những của cải của ngươi sẽ về tay ai? Tôi tin kinh.